Global cần năm 2020 có 2.261.419 ca ung thư vú được phát hiện mỗi năm ở cả hai giới, chiếm đến 11,7% tổng số các loại bệnh ung thư. Điều đáng lo ngại là con số này đang có xu hướng gia tăng và độ tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ hóa. Vậy ung thư vú là gì? Nguyên nhân nào gây ra ung thư vú? Ung thư vú là một bệnh lý u vú ác tính khi các tế bào ác tính hình thành trong mô tuyến vú. Các tế bào ung thư sau đó có thể phát triển lan rộng ra toàn bộ vú và di căn sang các bộ phận khác trên cơ thể. Đây là loại ung thư thường gặp nhất ở nữ giới. Loại ung thư vú thường gặp nhất là ung thư ống tuyến vú xuất phát từ tế bào của ống tuyến. Ung thư xuất phát từ tiểu thùy và thùy tuyến vú được gọi là ung thư tiểu thùy. Ung thư vú dạng viêm thường có biểu hiện sưng, nóng và đỏ. Đây là dạng ung thư vú ít gặp. Theo bác sĩ Lê Thành Trung, trưởng khoa phẫu thuật ung bướu và điều trị giảm nhẹ Bệnh viện E Hà Nội cho biết, đến thời điểm hiện nay, nguyên nhân gây ung thư vú còn chưa rõ ràng, vì thế việc phòng ngừa còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng đã tìm ra những yếu tố nguy cơ gây ung thư vú. Ung thư vú thì nằm cái khối u ở vú có tính nhân thiết ác tính nhưng mà nó cũng có nhiều thể. Khi mà thường nhắc đến ung thư vú thì người ta thường nhắc đến ung thư biểu mô tuyến vú thì nó chiếm chủ yếu trong các loại ung thư vú. Ngoài ra thì ung thư vú nó có các cái ung thư về phần mềm của vú, đấy ung thư di căn lên vú. Nhưng mà nói đến ung thư vú thì ta sẽ hiểu rằng đó là ung thư của biểu mô tuyến vú, là cái loại ung thư rất là phổ biến ở Việt Nam. Hiện nay ở Việt Nam thì nó đứng hàng thứ ba trong loại ung thư. Theo thống kê năm 2020 thì nó có khoảng, ở Việt Nam mình khoảng độ có khoảng hơn 20.000 trường hợp mới mắc, có khoảng 9.000 bệnh nhân tử vong do cái bệnh ung thư vú này. Mà là cái mang lại cái gánh nặng cho xã hội rất là nhiều, gánh nặng của bệnh tật cho xã hội. Cũng ảnh hưởng đến cái sức lao động của xã hội và cũng cần một cái nguồn kinh phí rất lớn để điều trị bệnh. Thì nguyên nhân ung thư vú thì nó cũng giống như các ung thư khác ấy. Nó có nhiều nguyên nhân nhưng mà trong đấy người ta gộp lại có hai nhóm chính là cái ung nguyên nhân di truyền, tức là từ thế hệ trước chuyển thế hệ sau đấy. Hai là nguyên nhân mắc phải trong cái môi trường sống. Hiện nay trong thư vú nguyên nhân di truyền thì người ta tìm được hai cái gen mình là nó là BRCA1, BRCA2 là cái ung thư mà nó có thể gây ra ung thư vú và ung thư buồng trứng của phụ nữ. Đấy, thế còn chủ yếu thì vẫn là cái nguyên nhân mắc phải trong cuộc sống, nó rất là nguyên nhân. Trong đó thì cũng có yếu tố là những phụ nữ mà không lập gia đình hoặc là không sinh con hoặc là không cho con bú thì cái nguy cơ nó cũng tăng lên. Hoặc là những người béo phì, ăn chế độ ăn nhiều nhiều chất béo nó cũng là yếu tố. Đấy. Ngoài ra còn rất nhiều nguyên nhân khác. Nguyên nhân thì cái di truyền thì mình không thay đổi được rồi đúng không? Nhưng mà trong trường hợp mà trong gia đình mà có người ung thư vú, đặc biệt là có từ hai người ung thư vú trở lên thì mình cũng lên đi xét nghiệm cái gen, hoặc là nếu có những người ung thư vú mà trẻ dưới 40 tuổi thì lên đi xét nghiệm cái gen BRCA1, BRCA2 đấy để mình xem là trong gia đình thì có cái gen đột biến gây ung thư vú không. Nếu mà có cái gen đột biến đấy thì mình cũng lên là tầm soát một cách thường xuyên. Và khi mà có gen đấy thì mình sẽ xếp vào cái nhóm là có nguy cơ cao mắc ung thư vú. Nhưng không phải là có cái gen đấy là nó sẽ biểu hiện thành ung thư vú, nhưng mà nó sẽ nguy cơ cao. Thì mình lên cái trường hợp đấy thì lên đi tầm soát hàng năm để phát hiện sớm. Thế còn cái nguyên nhân đấy là nguyên nhân di truyền đúng không? Thế còn nguyên nhân mắc phải thì trong môi trường sống thì rất nhiều yếu tố, các cái độc tố trong môi trường sống. Dài ra có mấy cái mà mình vừa nói đấy, ví dụ như là phụ nữ độc thân đấy, phụ nữ độc thân hoặc là cái bệnh làm không sinh con hoặc là sinh con không cho con bú, hoặc là những người béo phì, chế độ ăn nhiều chất béo. Ung thư vú chính là kẻ giết người thầm lặng. Hiện nay còn nhiều người thường không quan tâm đến sức khỏe của mình, dẫn đến khi phát hiện ra bệnh đều vào giai đoạn muộn. Từ đó khó điều trị và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bệnh nhân ung thư. Nếu bệnh nhân được phát hiện sớm và có phương pháp điều trị kịp thời, khả năng chữa lành bệnh là rất cao. Bệnh nhân có thể sống trên 5 năm là khoảng hơn 90%. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân có phát hiện bệnh ở giai đoạn cuối, nếu có điều trị bệnh thì cơ hội sống thêm 5 năm là rất thấp. Vì vậy, mọi người cần trang bị thêm cho bản thân những kiến thức về bệnh ung thư vú như dấu hiệu nhận biết, phòng ngừa ung thư vú, cách tự khám vú để có thể phát hiện sớm bệnh và có liệu pháp can thiệp kịp thời để không bỏ lỡ mất cơ hội vàng chữa bệnh. Đồng thời, hãy tầm soát ung thư vú càng sớm càng tốt. Phụ nữ từ 20 đến 40 tuổi và trên 60 tuổi nên khám sàng lọc ung thư vú định kỳ mỗi năm một lần. Phụ nữ từ 40 đến 60 tuổi nên tầm soát ung thư vú một năm hai lần. Hiện nay thì người ta thường nói đến
tầm soát sớm, phát hiện ung thư sớm, sớm tức là đi tầm soát ung thư vú đối với bệnh nhân, đối với những người trên phụ nữ trên 40 tuổi nên đi tầm soát ung thư vú, thì cái đấy là cái mà mang lại hiệu quả rất là nhiều. Nó phát hiện sớm, mình điều trị triệt để, nó giảm gánh nặng bệnh tật cho xã hội, nó làm giảm cái chi phí điều trị cho xã hội. Ung thư vú như mình nói đấy là cái ung thư mà rất là thường gặp ở Việt Nam mình. Năm 2020 thì có những 21.000 trường hợp mới mắc. Vậy là cái ung thư nó rất là thường gặp trong xã hội, và nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của cộng đồng. Chính vì vậy mà hiện nay rất nhiều chương trình khuyến cáo là tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú là vì vậy. Ung thư vú mà phát hiện sớm thì điều trị rất là hiệu quả, và khả năng điều trị triệt căn là rất là cao. Ừ. Thế còn nếu mà đến giai đoạn đã di căn rồi thì nó cái khả năng, cái hiệu quả điều trị nó sẽ giảm được rất nhiều, và cái chi phí điều trị nó cũng rất là lớn.